Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Sử dụng vaccine có thể giảm 2,5 tỷ liều kháng sinh mỗi năm. Ưu tiên sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc. Bệnh sốt xuất huyết và những biến chứng nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, trong báo cáo mới nhất, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo các quốc gia và đơn vị liên quan đầu tư nhiều hơn vào vaccine, bởi sử dụng vaccine có thể ngăn ngừa tử vong do tình trạng kháng kháng sinh, giảm sử dụng kháng sinh và tiết kiệm chi phí điều trị các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc. Theo đó, các loại vaccine chống lại 24 tác nhân gây bệnh có thể làm giảm 22% số lượng kháng sinh cần dùng, tương đương 2,5 tỷ liều dùng hàng ngày được xác định mỗi năm trên toàn cầu. Qua đó, hỗ trợ các nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng kháng kháng sinh. Vaccine là một phần thiết yếu trong phản ứng nhằm giảm tình trạng kháng kháng sinh, vì chúng ngăn ngừa nhiễm trùng, giảm việc sử dụng và lạm dụng thuốc kháng sinh, làm chậm sự xuất hiện và lây lan của các tác nhân gây bệnh kháng thuốc. Những người được tiêm vaccine ít bị nhiễm trùng hơn và được bảo vệ khỏi các biến chứng tiềm ẩn từ các bệnh nhiễm trùng thứ cấp có thể cần dùng thuốc kháng sinh hoặc phải nhập viện. Trên toàn cầu, chi phí điều trị các tác nhân gây bệnh kháng thuốc được đánh giá trong báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính ở mức 730 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Nếu có thể triển khai vaccine chống lại tất cả các tác nhân gây bệnh được đánh giá, có thể tiết kiệm được 1/3 chi phí điều trị liên quan đến tình trạng kháng kháng sinh. Từ đầu năm 2024 đến nay, tại nhiều địa phương trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm lớn, làm nhiều người phải nhập viện điều trị. Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 38 yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí đủ kinh phí, nguồn lực, chỉ tiêu biên chế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn, nhà ăn tập thể và các đối tượng theo phân cấp quản lý, xử lý nghiêm các vi phạm, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn, thực phẩm có nguy cơ gây ngộ độc, tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, bố trí nguồn lực, diễn tập ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra trên địa bàn. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, tính từ đầu năm đến nay, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tỉnh ghi nhận 215 ca mắc sởi tại 25 huyện, thị xã, thành phố, tăng gấp 6,5 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó ghi nhận chuỗi lây nhiễm với hơn 40 ca mắc có dịch tễ khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Thanh Hóa là địa phương có số ca mắc sởi cao thứ hai ở khu vực miền Bắc. Số ca mắc sởi có xu hướng gia tăng mạnh từ trung tuần tháng 9 đến nay. Chỉ tính riêng trong tuần đầu của tháng 10 năm 2024, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận gần 40 ca mắc sởi, chiếm hơn 50% tổng số ca mắc tại 28 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Nguyên nhân khiến số ca mắc sởi tăng nhanh là do thời tiết giao mùa thu đông thuận lợi cho virus gây bệnh phát triển. Ngoài ra, Thanh Hóa là tỉnh đông dân, giao thương, du lịch, đi lại tăng cao. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng chưa đạt yêu cầu do gián đoạn cung ứng vaccine trong giai đoạn dịch COVID-19. Việc mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị, vaccine, sinh phẩm vẫn còn khó khăn. Nhân lực y tế tuyến cơ sở còn thiếu, yếu, thường xuyên thay đổi, không duy trì được hệ thống y tế thôn bản. Hiện nay, biện pháp phòng bệnh tốt nhất vẫn là tiêm vaccine. Do đó, các gia đình cần chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng phòng sởi đầy đủ, đúng lịch. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cụm từ sức khỏe tâm thần đã trở nên phổ biến và nhận được sự quan tâm rộng rãi từ cộng đồng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, sức khỏe tâm thần là nền tảng cho sự khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả của các cá nhân. Năm 2024, Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới được tổ chức với chủ đề Ưu tiên sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc, nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hoạt động thiết thực chăm sóc sức khỏe tâm thần cho mọi người. Theo số liệu được công bố, ở Việt Nam, tỷ lệ mắc rối loạn tâm thần thường gặp là 14,9% dân số, tương ứng với khoảng 15 triệu người.
trong đó tỷ lệ tâm thần phân liệt chiếm 0,47% dân số, trầm cảm, lo âu chiếm tỷ lệ cao hơn với 5,4% dân số. Còn lại là các rối loạn tâm thần khác như động kinh, chậm phát triển tâm thần, mất trí tuổi già, rối loạn hành vi ở thanh thiếu niên, lạm dụng rượu, ma túy. Nguyên nhân dẫn đến các vấn đề sức khỏe tâm thần có thể kể đến như điều kiện làm việc kém, công việc bị quá tải, áp lực thời gian, doanh số, nơi làm việc nhiều nguy cơ rủi ro, thiếu bảo đảm việc làm và tương lai, có quá nhiều hứa hẹn nhưng không được thực hiện, quan hệ không tốt với lãnh đạo, cấp dưới hoặc đồng nghiệp, gặp khó khăn trong việc giao công việc và trách nhiệm, môi trường làm việc chưa ổn. Đối với bệnh lý tâm thần thì các cái triệu chứng và bệnh lý càng để lâu ngày càng kéo dài thì cái kết quả điều trị nó càng kém hơn. Vì thế là cái công tác tuyên truyền làm sao để cho người dân được tiếp cận sớm hơn. Có một số bệnh lý thì bắt buộc phải điều trị bằng thuốc, nhưng có rất nhiều bệnh lý liên quan đến các sang chấn tâm lý thì chỉ cần được can thiệp, tư vấn và có những cái liệu pháp tâm lý phù hợp. Tất cả mọi người đều xứng đáng có được một môi trường làm việc an toàn lành mạnh. Do đó, hành động giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc phải cần được thực hiện từ hôm nay bằng cách đầu tư nỗ lực và nguồn lực vào các phương pháp tiếp cận và can thiệp cần thiết nhằm đảm bảo rằng mọi người lao động đều có cơ hội bình đẳng phát triển trong công việc và cuộc sống. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ đầu năm đến nay, Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận và điều trị cho hàng chục bệnh nhân mắc sốt xuất huyết với nhiều dấu hiệu cảnh báo. Theo các bác sĩ, các trường hợp bệnh nhân này nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong. Bệnh nhân nam này, năm nay 32 tuổi, bị sốt xuất huyết, nhập viện với nhiều dấu hiệu như xuất huyết dưới da, kèm theo chảy máu chân răng khó cầm, tiểu cầu giảm. Trước đó, bệnh nhân cũng được chẩn đoán bị sốt xuất huyết, có chỉ định điều trị tại địa phương nhưng bệnh nhân không cải thiện. Cơ thể càng ngày càng mệt, suy kiệt, kèm đau đầu và xuất hiện tình trạng xuất huyết nên gia đình đã chuyển đến khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục điều trị. Đi ra nội khám mắt thì về được 2 ngày thì sốt cao 39-40 độ thì bắt đầu ngày hôm sau là đưa lên trên bệnh viện huyện để khám. Họ phát hiện ra là xuất huyết. Bệnh nhân có biểu hiện chảy máu chân răng khó cầm và kèm theo xét nghiệm tiểu cầu thấp, chúng tôi đã tiến hành truyền tiểu cầu cho bệnh nhân trong giai đoạn bệnh nhân nặng. Hiện tại thì sức khỏe bệnh nhân ổn định. Từ đầu năm đến nay, khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận và điều trị cho 35 bệnh nhân sốt xuất huyết, trong đó có 27 trường hợp nhập viện với nhiều dấu hiệu cảnh báo, đa số là xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng, chảy máu mũi khó cầm. Theo các bác sĩ, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm gây dịch do virus truyền từ người bệnh sang người lành qua trung gian mũi đốt. Đặc điểm của sốt xuất huyết là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương, có thể dẫn đến sốc, rối loạn đông máu, suy tạng. Nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời, dễ dẫn đến tử vong. Bệnh gặp ở cả trẻ em và người lớn, xảy ra quanh năm, thường gia tăng vào mùa mưa. Đối với những bệnh nhân có biểu hiện sốt kèm theo có những biểu hiện như đau đầu, đau nhức hốc mắt, sốt huyết dưới da, các bệnh nhân nên đến sớm các cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị một cách kịp thời, giảm các yếu tố nguy cơ rủi ro diễn biến nặng của bệnh. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 146 ca sốt xuất huyết được điều trị tại bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và tuyến huyện. Theo các bác sĩ, sốt xuất huyết có biểu hiện lâm sàng đa dạng, diễn biến nhanh chóng từ nhẹ đến nặng. Bệnh thường khởi phát đột ngột và diễn biến qua 3 giai đoạn: giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục. Phát hiện sớm bệnh và hiểu rõ những vấn đề lâm sàng trong từng giai đoạn của bệnh giúp chẩn đoán sớm, điều trị đúng và kịp thời nhằm cứu sống người bệnh. Các bác sĩ khuyến cáo sốt xuất huyết cần được chẩn đoán và có phác đồ điều trị sớm, tránh tự ý uống thuốc và truyền dịch tại nhà. Bản tin sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.